Xin chào các bạn, hôm nay Shop Nhật Việt sẽ giới thiệu với các bạn các mẫu áo thun Lacoste chính hãng dành cho mùa xuân và mùa hè năm nay. Các bạn có thể tham khảo và mình sẽ show ngay sau đây. Thì những mẫu áo Lacoste này, áo thun Lacoste này sẽ dành cho cả nam và nữ và có cả người lớn, trẻ em nữa, các bạn có thể tham khảo. Nếu như các bạn đang ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh thì đều có thể liên hệ với Shop Nhật Việt để được tư vấn về mẫu mã và giá cả của áo. Shop Nhật Việt nhận ship toàn quốc nên các bạn không cần phải lo lắng nhé. Và ngoài ra thì những mẫu áo thun Lacoste này thì đều được Shop Nhật Việt đặt từ web chính hãng Lacoste của Nhật Bản và xách tay về Việt Nam cho các bạn. Chúng ta đều biết cái vải thun Lacoste là một trong những chất liệu đều được nhiều người yêu thích bởi cái độ bền màu, được tạo form dáng chuẩn cho người mặc. Không chỉ vậy, loại vải này còn được ưa chuộng bởi màu sắc đa dạng, phong phú, phù hợp với sở thích và nhu cầu sử dụng của người dùng. Nó đến từ thương hiệu thời trang nổi tiếng từ Pháp Lacoste với logo truyền thống hình cá sấu được thiết kế với màu xanh lá cây đặc trưng. Áo thun cá sấu Lacoste trước đây thì có một kiểu rất là phổ biến, đó là kiểu thun có cổ mà nam, nữ hay trẻ em, người lớn đều có thể mặc được. Tuy nhiên thì hiện nay Lacoste đã phá cách sáng tạo ra những kiểu áo thun khác nhau, tuy vẫn đơn giản nhưng mà lại mang cái sự tinh tế, lịch lãm, sang trọng cho người mặc, dù là trẻ em hay người lớn. Để có thể phân biệt được áo thun Lacoste thật và áo thun Lacoste giả thì các bạn có thể dựa vào những cái yếu tố sau đây. Trước tiên các bạn có thể dựa vào cái tag áo thun, con số. Thông thường thì ở một số nước châu Âu trên tag áo polo của hãng Lacoste thì nhà sản xuất để hai con số bên góc trái trên cùng để ám chỉ size áo. Tuy nhiên ở Mỹ và một số quốc gia khác thì họ chỉ dùng một con số duy nhất thay vì hai con số, luôn là con số, không phải là size S, M, L, XL. Nếu như các bạn thấy có chữ cái thì rất có thể đó là hàng giả. Một vấn đề nữa đó là áo thun của hãng Lacoste thì không bao giờ để con số ở chính giữa tag. Vì vậy các bạn có thể để ý điều đó. Một đặc điểm dễ thấy bằng mắt thường đó là các bạn có thể nhìn vào logo hình con cá sấu. Nếu như áo thun Lacoste thật, các bạn sẽ thấy rõ hai mắt cá sấu trắng sáng. Trong khi hàng giả thì thường không nhìn rõ mắt con cá sấu, nó thường bị làm mờ hoặc là bỏ đi hoàn toàn. Bên cạnh đó, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, logo cá sấu thêu trên áo chính hãng Lacoste thường có phần đuôi hơi cong lên, còn đối với hàng giả thì nó hơi cúp xuống. Các lớp chỉ thêu logo áo thun Lacoste bao giờ cũng tỉ mỉ, đều đặn, không bị đứt đoạn và tuyệt đối không lộ đường chỉ ra bên ngoài như áo thun Lacoste giả. Bên cạnh đó thì răng và chân của logo áo thun chính hãng Lacoste đều nhìn thấy rõ. Các chi tiết như là móng chân, răng cưa, các góc cạnh của chân và móng đều được thêu sắc nét để có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Nếu như áo thun cá sấu Lacoste mà các bạn quan sát thấy logo cá sấu không có răng, thiếu móng hay là chân cá sấu chân bóng thì đó là áo thun cá sấu nhái. Các bạn hãy để ý thêm một điểm nữa đó là nút áo. Thì nút áo của áo thun cá sấu Lacoste chính hãng được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp có màu đục như xà cừ và chỉ có hai lỗ ở trên cúc áo. Đồng thời thì lỗ trên và lỗ dưới áo thẳng đứng. Ngoài ra lớp chỉ của nút áo phải đều đặn, không có lòi chỉ ra bên ngoài. Và đôi khi thì màu sắc của cúc áo cũng có thể thay đổi tùy theo phong cách thiết kế hay là mẫu mã. Nhưng một điều không thay đổi đó là tuyệt đối không có bất cứ hình logo cá sấu nào được khắc ở trên khuy áo nếu đó là hàng thật. Thêm dòng chữ Defensley ở bên trong áo. Các bạn có thể lật cái đáy áo polo Lacoste. Nếu như bạn thấy có chữ Defensley ở dưới đáy nhãn thì đó sẽ là áo thun cá sấu chính hãng. Và cuối cùng đó là nhìn vào mức giá của một chiếc áo thun cá sấu Lacoste thì các bạn cũng sẽ biết được đó có phải là hàng thật hay không. Một chiếc áo thun cá sấu Lacoste chính hãng sẽ có giá không hề dễ thở. Nó sẽ dao động khoảng từ 500.000 đồng cho đến 2 triệu đồng. Những mẫu áo thun Lacoste thì hiện nay đã khá là quen thuộc với chúng ta và có rất là nhiều người muốn sở hữu. Nếu như các bạn có ưng cái mẫu nào thì có thể gửi ảnh đến Shop Nhật Việt hoặc là liên hệ tới Shop Nhật Việt để được Shop Nhật Việt báo giá hoặc là tư vấn một số những cái mẫu mã mới của năm 2021 để cho các bạn tham khảo nhé. Các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại của shop đó là 0983 131 528 để được tư vấn thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.